Ok rồi, xin chào các bạn. Thì như cái tiêu đề của video, mình sắp sửa đi cơ mua tech bạn ha. Thì đây là một trong những cái sự kiện mà công nghệ lớn nhất diễn ra hàng năm. Đây cái nơi nó sẽ tụ họp rất là nhiều những cái gọi là công nghệ mới nè, sản phẩm mới để mà cho bạn xem. Thì ngoài cái việc là mình sẽ mang theo một cái máy ảnh nè, hay là pin dự phòng nè, hay là mình có thể thêm một cái là action cam để mình có thể là quay vlog cho bạn xem vui vẻ, thì mình sẽ phải cần có thêm đó là một cái laptop để mà có thể gọi là mình viết bài nè, chỉnh sửa hình nè, hay là mình có thể là render những cái đoạn video ngắn trên tay sản phẩm á để mà up lên YouTube cho bạn xem. Thì cái laptop mình chọn để mà mình gọi là đi cùng mình trong cái đợt đi công tác vài ngày đó chính là cái laptop đến từ MSI. Đây là chiếc PS42. Thì cái laptop này á, mình chọn nó vì là hai lý do. Nhất á, là nó có một cái thân hình rất là mỏng nhẹ, nó chỉ nhẹ chỉ khoảng là 1,2 kg, nó rất là nhẹ, cho nên nó là mình có thể bỏ vào ba lô mà nó không chiếm quá là nhiều diện tích. Nhất cái thứ hai đó chính là mình đi một quãng đường khá là dài trong cái công viên đó, bởi vì nó rất là rộng ha, và mình đi tới nhiều gian hàng khác nhau, cho nên nó là nó sẽ không khiến mình bị nặng lưng nặng vai. Đó là cái điểm cộng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ có một cái gọi là độ dày của nó rất là mỏng đó, nó không có chiếm quá là diện tích. Và cái điểm nữa là về cái cấu hình, thì cái chiếc máy này nó sẽ có một cái hình rất là tốt, mình có thể là mở nhiều tab cho trình duyệt để mình thể là vừa viết bài vừa tham khảo thông tin nè, hay là mình dùng nó để mà chỉnh sửa Photoshop, hay là mình render video á để mà mình up lên YouTube thông qua một cái card trên cái máy này. Thì hiện tại là cái giá bán của chiếc PS42 phiên bản một cái card bằng ha, thì nó sẽ khoảng là dưới 23 triệu đồng. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn gọi là tìm hiểu sâu chút xíu để xem thử coi là cái chiếc laptop mình chọn nó thì nó sẽ có gì đặc biệt. Thì mình sẽ đi gọi là từ ngoài vào trong ha. Đầu tiên đó chính là về cái thiết kế đi. Thì toàn bộ cái phần vỏ máy của chiếc PS42 này nó sẽ là một chất liệu kim loại, cho nên là nó sẽ rất là cứng cáp và chắc chắn, và khi mình ngồi trong điều hòa thì rất là mát lạnh nè, đó nó giúp cho cái máy này nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Và đó thì đây là một cái tông màu bạc và nó sẽ giúp mình hạn chế cái việc là bám mồ hôi và dấu tay rất là tốt. Mình sẽ có thêm là một cái logo rồng mới nữa, nhưng mà sẽ không có đèn nhân nhân mà nó cần màu mè như là game thủ đâu đó. Và nó sẽ có những cái họa tiết là phay xước rất là sang trọng, đấy, rất là đẹp ha, rất là cứng cáp. Đây là cái phần cạnh sau của chiếc máy, thì mình sẽ có là hai cái hốc tản nhiệt nữa giúp cho cái máy nó sẽ mát mẻ hơn. Còn về cổng kết nối á, thì cái máy này nó được trang bị là đầy đủ cổng kết nối nè. Mình sẽ có là một cái cổng C 3.1, và đây là hai cổng USB Type-A cũng là 3.1 luôn. Và bên cạnh trái thì nó sẽ có là cổng nguồn nè, HDMI nè, thêm cổng Type-C và thêm một cái jack 3.5 để mình có thể xài được cái tai nghe. Thì một cái điểm cộng rất là sáng giá mà với những ai như mình á, những reviewer hay là những gọi là phóng viên là biên tập viên như mình mà gọi là rất là thích, đó chính là nó sẽ có một cái khe thẻ nhớ SD. Thì mình thấy thường là những cái laptop mỏng nhẹ hiện nay á, thì các hãng họ họ sẽ bỏ cái cổng này mà họ sẽ dùng cái cổng là micro SD trên những cái chiếc smartphone hay là máy tính bảng á, thậm chí là bỏ luôn không có khe thẻ nhớ luôn. Nhưng mà với phiên bản này, mặc dù nó mỏng nhẹ nhưng mà hãng vẫn giữ lại cái khe SD, bởi vì mình hay xài những cái máy ảnh là DDR3 hay là những cái máy mà wireless á, thì nó sẽ xài những thẻ nhớ lớn. Chính vì thế thì nó sẽ rất là tiện lợi khi mình cần cắm vào để mình thể là chép hình nè, chỉnh sửa hay là mình quay video á, nó sẽ rất là tiện. Thì đó là một cái điểm cộng nữa trên cái chiếc máy này. Đây là mặt dưới chiếc máy ha, nó vẫn sẽ có những cái hốc tản nhiệt phụ để mà tản nhiệt cho chiếc máy. Thì đó là về cái phần mặt tiền. Bây giờ mình sẽ mở cái máy ra cho mọi xem về cái gọi là nội thất bên trong ha. Đây, mở ra như thế này. Khi mà mở ra các bạn sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì cái bản lề của cái máy này nó cho phép mình có thể mở được 180 độ. Đây, rất là nhẹ nhàng, không rất là thoải mái, bạn không cần phải lo lắng với lại mình mở cả. Đó, có điều mình không gặp là thì qua số 10 thôi, gặp là chết luôn á. Đây, thì bây giờ mình sẽ mở luôn mà xem mà, mình sẽ mở luôn cái máy luôn. Đấy, tại đây là cái phần bên trong của cái chiếc máy này. Thì phiên bản mà PS42 này nó sẽ có cái màn hình nó kích thước là 14 inch, độ phân giải là Full HD và nó dùng cái tấm nền là IPS, và nó sẽ có được là cái viền siêu mỏng ở cạnh trên và ở hai cạnh bên như thế này. Thì mình giúp cho mình đó là nó có được một cái tính thẩm mỹ cao nè, vừa nó mang lại một cái góc nhìn nó rộng về mặt thị giác nè, và vừa giúp cho chiếc máy nó sẽ rất là gọn gàng ha. Đó, thì đây là cái màn hình của chiếc máy, nói chung mình đánh giá rất là cao về cái tấm nền của cái chiếc này, nó cho độ phối màu rất là tốt để mình có thể là chỉnh sửa video hay là mình chỉnh sửa ảnh đó, nó không bị sai lệch màu. Ok, thì bên dưới này nó sẽ có là một cái webcam nữa, nhưng mà những ai mà có nọng nhiều quá thì không nên xài cái webcam này, bởi vì mình ốm mình không có, nhưng mà những người mập quá thì sức là có nọng ha. Đây, tiếp theo mình sẽ nói về cái phần bàn phím đi. Thì cái bàn phím này á, nó sẽ là có những cái kích thước phím rất là lớn nha, phông chữ to nè, cho nên là nó giúp mình soạn văn bản rất là nhanh và rất là thuận tiện luôn. Cái cảm giác gõ trên cái bàn phím này rất là sướng, bởi vì cái hành trình phím của nó không có bị ngắn, rất là vừa phải ha, và rất là tốt, và nó gần như là không hề có một cái hiện tượng flash luôn đấy. Và nó vẫn sẽ có là đèn nền led màu trắng, mình sẽ mở mà xem. Đây, đây là cái đèn nền led là đó, nó sẽ mở lên như thế này.
Ok ha. Phía trên thì sẽ có là một cái khu vực, đó chính là cái nút nguồn, rất là dễ thao tác. Đây là bên dưới này mà sẽ có là một cái xúc bắc này để mình điều khiển sẽ rất là thuận tiện. Và ngoài ra thì do đây là một cái laptop doanh nhân cho nên nó là nó sẽ có thêm là một cái vân tay một chạm nữa để mà tăng cường về cái tính nổi bật hơn, và được làm một cái tông màu đen đây để mà dễ phân biệt. Thì nói chung á là mình thích cái bàn phím này bởi vì á nó là phím to nè, phông chữ nó cũng to nữa, và có đèn nền phím luôn, cũng như là những cái phím điều hướng á thì nó được làm to cho nên là rất dễ thao tác, và đặc biệt của những ai mà soạn bản nhiệm mình á thì cực kỳ thích cái bàn phím này. Cuối cùng là về cấu hình thì phiên bản mình đang cầm trên tay cho bạn xem á, thì được trang bị là con chip xử lý Intel Core i5-8250U thế hệ thứ 8. Nó sẽ có là RAM 8GB và một cổ SSD là 256GB tốc độ cao, và nó sẽ có luôn cả là Windows 10 bản quyền luôn. Đồng thời thì cái pin của cái chip máy này á, nếu bạn xài, nói chung là tùy theo nhu cầu của mỗi người ha, nhưng mà theo hãng cho biết á, thì cái máy này nó sẽ cho phép bạn có thể là xài lên tới là khoảng 10 tiếng hỗn hợp. Đó thì là đó cũng là một con số rất là lý tưởng. Thì với cái cấu hình này á, thì bạn vẫn thừa sức gọi là đúng tốt nhu cầu như là văn phòng như mình đi ha. Mình thử là soạn bản nè, viết bài nè, hay là chỉnh sửa Photoshop nè thông qua card rồi, cũng như là nó hỗ trợ cũng để là mình có thể là render video á, những đoạn video ngắn khoảng chừng 3-4 phút gì đó trên tay sản phẩm cho bạn xem ở trên YouTube. Đấy, thì đây là một cái cấu hình rất là ok luôn. Mình thể là làm việc cái nó để mình đi vài ngày với việc mình đi công tác công tác. Ok, thì như vậy mình đã có là giới thiệu nhanh cho bạn về cái laptop mình quyết định chọn nó để mà đồng hành của mình đi cái sự kiện đó là công tác trong khoảng chừng vài ngày cho đến một tuần ở bên Đài Loan. Đấy, thì nó thật sự nói thì đây là một chiếc máy laptop mỏng nè, nhẹ nè, gọn nè, đẹp nè, mà nó có một cái của mình tốt nữa để bạn có thể là vừa có được một cái tính di động cao, vừa có được một cái hiệu năng tốt để bạn có thể làm việc lẫn giải trí rất là hiệu quả. Thì bạn nào có kiến về gì về cái chiếc này thì bạn chỉ việc comment bên dưới video bạn ha. Ok, thì sau khi mình qua tới Đài Loan để mà tham dự cái công tác thì mình sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới up lên YouTube cho bạn xem trong sắp tới. Ok rồi, chào các bạn.